3 bức tranh của họa sĩ Vũ Cao Đàm đấu giá đạt 2 triệu đô. Soi chiếu từ khía cạnh du nhập, phản tư và giao thoa văn hóa với phương Tây, các sáng tác của Vũ Cao Đàm là sự nối dài của hai nền văn hóa trên hành trình khai phá ngôn ngữ nghệ thuật của ông với những chủ đề gần gũi. Tranh lụa Vũ Cao Đàm khắc họa những thiếu nữ thanh lịch và duyên dáng. Vũ Cao Đàm, tác phẩm Je femme bleue de Champagne. Thiếu nữ mặc áo xanh trong phong cảnh được sáng tác vào khoảng năm 1939. Chất liệu mực và bột màu trên lụa. Kích thước 92,5 x 64,5 cm. Giá ước lượng ban đầu 4.500.000 đến 6.500.000 đô la Hồng Kông. Giá bán đã đạt được 6.985.000 đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 910.000 đô la Mỹ. Phiên đấu giá kỷ niệm 50 năm của Sotheby's Hồng Kông. Ngày bán mùng 5 tháng 4 năm 2023. Hình ảnh người thiếu nữ thanh lịch và duyên dáng trong chiếc áo dài truyền thống màu xanh được họa sĩ khắc họa khoảng năm 1939, là thời kỳ đầu khi ông đang ở Pháp. Ông tập trung vẽ tranh lụa, út Pháp có ảnh hưởng từ hội họa đời Tống. Khuôn mặt của nhân vật được khắc họa rất đẹp. Trong tranh luôn thấy một khoảng trống xa gần, thường là phong cảnh êm đềm. Vũ Cao Đàm, tác phẩm Quý bà đang ngồi, sáng tác khoảng năm 1935 đến năm 1940. Chất liệu mực và bột màu trên lụa. Kích thước 74 x 55 cm. Giá ước lượng ban đầu 3.500.000 đến 5.500.000 đô la Hồng Kông. Giá bán đã đạt được 5.040.000 đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 650.000 đô la Mỹ. Địa điểm đấu giá Sotheby's Hồng Kông. Ngày bán ngày 5 tháng 10 năm 2022. Riêng chủ đề này có thể quan sát được có sự phân chia nhị nguyên rõ rệt về phong cách vẽ của Vũ Cao Đàm qua các giai đoạn khác nhau. Ở thời kỳ đầu vẽ lụa, những thiếu nữ hiện lên vẻ lãng mạn với bút pháp lĩnh hội từ tranh lụa đời Tống. Hoạt cảnh chủ yếu được khắc họa là khung cảnh thiếu nữ trong trang phục truyền thống đang ngồi trong một phong cảnh rất yên bình. Vũ Cao Đàm, tác phẩm Du Femmes, chất liệu mực và bột màu trên lụa. Kích thước 88,5 x 60 cm. Giá ước lượng ban đầu 1.400.000 đến 2.800.000 đô la Hồng Kông. Giá bán đạt 4.032.000 đô la Hồng Kông, tương đương 510.000 đô la Mỹ. Địa điểm đấu giá Sotheby's Hồng Kông. Ngày bán 18 tháng 4 năm 2021. Hình ảnh hai người phụ nữ trong trang phục truyền thống đang chuyện trò, chải tóc cho nhau rất thân mật, khắc họa một nét đẹp dịu dàng, mái tóc mềm mại thướt tha, tạo nên một hình ảnh yên bình và tĩnh lặng của hai người phụ nữ xinh đẹp, là biểu tượng của tình yêu thương và sự quan tâm chân thành. Nâng cao giá trị văn hóa của những thiếu nữ thập niên 30, dịu dàng, nết na mà Vũ Cao Đàm muốn khắc họa, gửi gắm nỗi niềm với tình yêu quê hương. Ngoài những mạch nguồn cảm hứng trên, trong sáng tác hội họa, nghệ thuật hát cô đầu, ca trù, hoa lá cũng từng là đề tài được ông dày công nghiên cứu. Song tự chung lại, với mỗi một chủ đề được khắc họa, đều thấy được sự tác động của văn hóa Đông Tây hội ngộ tại tác phẩm của ông. Nhưng dẫu vậy, con đường học hỏi kỹ thuật từ phương Tây với ông cuối cùng vẫn là đi tìm về bản chất dân tộc, và qua suốt một chặng đường dài sáng tác ở Pháp, ông cùng với bao họa sĩ khác là Lê Thị Lựu, Mai Trung Thứ và Lê Phổ đã tạo lập nên một bộ tứ danh họa Việt có ảnh hưởng tại châu Âu. Đúc kết lại, thị trường tranh của họa sĩ Vũ Cao Đàm dự kiến sẽ còn nhiều yếu tố tích cực đến từ phía nhà sưu tập trong nước. Điều đó càng cho thấy sức hút đến từ vốn văn hóa dân tộc và phong cách vẽ ảnh hưởng bởi văn hóa châu Âu trong các sáng tác của ông.